nghèo khổ về mặt vật chất chẳng kể là nghèo khổ thật sự nghèo khổ thật sự là gì chẳng có trí huệ chẳng có văn hóa đó là nghèo khổ thật sự chưa từng tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền kẻ ấy vô tri đó là nghèo khổ thật sự kẻ có cuộc sống vật chất khốn khổ nếu tiếp nhận giáo dục của thánh hiền sẽ chẳng khổ sẽ rất sung sướng nếu kẻ ấy học phật sẽ càng vui sướng hơn kẻ ấy có mong mỏi cuộc sống vật chất được cải thiện hay không chẳng mong mỏi vì sao ta sống rất vui sướng cần gì phải tìm phiền phức người thật sự học phật nhất định nghe theo giáo huấn của thích ca mâu ni phật lấy giới làm thầy lấy khổ làm thầy người ấy sẽ hết sức tuân thủ giáo huấn của đức phật thực hiện đệ tử quy thực hiện cảm ứng thiên thực hiện thập thiện đạo thảy đều làm được dẫu phải làm kẻ ăn mày người ấy vẫn rất sung sướng chẳng mong mỏi cải thiện cuộc sống thật đấy chẳng giả đâu vì sao người ấy chẳng có dục vọng càng học phật càng thâm nhập dục vọng đèn giảm xuống giảm đến mức chẳng còn dục vọng có thể giống như thích ca mâu phật giữa trưa ăn một bữa nghỉ với cội cây đó là cuộc sống của kẻ ăn mày năm xưa khi tôi mới xuất gia thọ giới giới hòa thượng của chúng tôi là lão pháp sư đạo nguyên khi thọ giới ngài có kể một câu chuyện chuyện thật chẳng giả ở quê ngài hình như ngài là người dùng dương châu trong thời ấy lúc ngài còn bé có một người ăn mày Quanh năm xin ăn bên ngoài Buổi tối ở trong một ngôi miếu hoang Hoặc bất cứ chỗ nào có thể đánh một giấc là được rồi Ba ngày đi khắp nơi du sơ ngoạn thủy Tới chỗ nào xin được một bát cơm lót dạ Người ấy rất vui sướng Con cái của người ấy làm ăn phát đạt Nên rất nhiều người chửi bới họ cái đồ bất hiếu Coi bọn người giàu có như vậy khá giả như thế Sao lại để cho cha phải đi ăn mày Đứa con ấy cũng rất mất thể diện Sai rất nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm cha về Xếp đặt chu đáo để cha ở yên trong nhà hồng phụng dưỡng Cha anh ta chẳng quen với cuộc sống ấy Ước chừng ở trong nhà hơn một tháng Thấy người nhà canh chừng lơi lỏng một chút Liền trốn mất Lại đi xin ăn Người khác hỏi ông ta vì sao Vui sướng Đó chẳng phải là người tâm thường Thật vậy Xin ăn thật là tốt Tấm thân thứ gì cũng chẳng có Cũng không sợ cường đạo cướp bóc Cũng chẳng sợ kẻ cắp giặt trộm cắp ông ta thứ gì cũng chẳng có mỗi ngày du sơn ngoạn thủy quý vị thấy đối với ông ta có cái ăn có chỗ nghỉ ngơi là được rồi thật tự tại lão hòa thượng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này cuộc sống thật sự hạnh phúc mỹ mãn là cuộc sống sung sướng không nhất định phải có tiền cũng không nhất định phải có địa vị Lão Pháp Sư nói người ăn mày ấy thật sự hiểu nhân sinh, thật sự hiểu hạnh phúc mỹ mãn. Ông ta có cơ hội con cái phát tài lớn. Ông ta có thể hưởng một chút phước, nhưng không cần. Ông ta nói đó chẳng phải là phước, mà là khổ, chẳng phải là niềm vui sướng thân thể còn khỏe mạnh Quý vị thấy ông ta mỗi ngày du sơn ngoạn thủy thật vui sướng Tìm mấy người ăn mày làm bạn Lẽ nào chẳng vui sướng Vì thế Truyền đạo quan trọng hơn bất cứ điều gì khác Giúp cho người ta một chút vật chất Tặng cho họ một chút Nhưng truyền đạo cho người ấy Quan trọng hơn bất cứ điều gì khác Phật pháp thật sự lợi ích chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Đó là đúng.